Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi đã giới thiệu phần 21 tiểu thuyết người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cuối tháng 10 năm 1953, Bộ Tổng Tư lệnh mở hội nghị phổ biến kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Với kế hoạch này, bước đầu ta chủ trương dùng những lực lượng không lớn mở những chiến dịch trên nhiều hướng ở tây bắc tây nguyên thượng trung và hạ lào buộc quân địch phải phân tán số quân cơ động rất đông hiện đóng ở đồng bằng bắc bộ để đối phó giữa hội nghị ta nhận được tin địch nhảy dù xuống điện biên phủ đồng chí tổng tư lệnh hạ lệnh cho hai đại đoàn tiến quân lên tây bắc tiêu diệt quân địch đang đóng ở lai châu đồng thời tiến lên điện biên phủ nhanh chóng bao dây và giữ không cho nhóm lính dù tháo chạy. Cũng như nhiều chiến dịch trước đây, Lê Liêm và Lê Quang Đạo được chỉ định làm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm chính trị mặt trận. Anh Đạo về nhà, dội giá chuẩn bị đồ đạc, bỏ vào chiếc ba lô. Sau khi ôm hai đứa con nhỏ vào lòng, anh siết tay chị Tuệ và kèm theo vài lời dặn dò nhớ giữ gìn sức khỏe. Trước cửa nhà, mấy chiến sĩ đã đến với một con ngựa. Đạo lao ra khỏi nhà để dứt khỏi sự bình định với vợ con. Đầu tháng 1 năm 1954, kế hoạch tiêu diệt Điện Biên Phủ được phổ biến trên bàn các địa hình tại cửa hàng Thẩm Púa. Liệu các đại đoàn có triển khai nhiệm vụ đúng thời hạn khi gặp phải địa hình hiểm trở của rừng núi hay không? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp ở phần 22 tiểu thuyết Người Lữ Hành Lặng Lẽ của nhà văn Hữu Mai sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị đón nghe tất cả rộ lên cười vì câu nói hài hước của anh nhưng không phải công việc này của anh lúc nào cũng suôn sẻ một hôm phó phòng văn nghệ quân đội tới gặp đạo xin gặp anh để báo cáo một việc cần bàn tay ông tơ của anh chuyện cô nào cậu nào anh có biết cô thùy chi ở đoàn kịch nói không biết cô có cặp mắt đen vâng có cặp đông mài chết cá ao anh nhưng thưa anh Lần này không phải chết cá Mà là chết người Vì thế anh em bàn nhau lên nhờ anh Các cậu định làm mối cho ai Cậu X Nó mê cô Chi quá Anh biết X sáng tác tốt Có uy tín với bộ đội Là đáng viên Lại rất đứng đắn Nhưng chúng tôi nói mãi Cô Chi vẫn không chịu nghe Anh đã xây dựng cho nhiều đám Nên vợ nên chồng Người nào cũng biết ơn anh Nhờ anh giúp cho đám này Đào mỉm cười cũng ăn mai thôi Mình có tài cắn gì đâu Thôi Cậu cứ mời Thùy Chi lên gặp mình Một buổi chiều Thùy Chi đang ngồi trong láng ở gian rừng Cậu liên lạc đi vào Đồng chí là Thùy Chi Đồng kết nối tổng cục phải không Dân Mời đồng chí lên gặp cục trưởng Lê Quang Đạo Chị dò vàng thu xếp đi ngay Cô băng khoăn không biết có chuyện gì Mà cục trưởng cần gặp nơi làm việc của cục trưởng là một lán nhỏ đơn sơ kín đáo ở gian rừng đạo đang ngồi chăm chú trước một sắp giấy tờ ngẩng đầu lên dường như nhận thấy nét mặt lo lắng của cô gái anh nói mời cô lên tâm sự đôi chút chiều nay ăn cơm với mình đợi mình làm việc xong chút nữa thôi thái độ thân tình của anh làm cô dơi đi nỗi lo nhưng cô vẫn tiếp tục băn khoăn không hiểu có chuyện gì Hết giờ làm việc, hai người ngồi nói chuyện bên hai suất cơm anh nuôi đưa lên. Đào nhìn cô rồi hỏi, Thế nào? Đã suy nghĩ nhiều về chuyện riêng phải không? Thử nói mình nghe. Cô thấy anh đoán đúng tâm tư của mình. Gần đây, rộ lên một phong trào nữ chăn công quân đội được cán bộ phụ trách quan tâm giới thiệu bàn trăm năm. Mà ai đã được giới thiệu gợi ý thì ít khi dám từ chối. Và cô đang là nạn nhân Cân nhắc một chút Cô gái nói Dân Em đang suy nghĩ để trả lời cấp trên Là yêu hay không yêu Lấy làm chồng thì em không yêu Mà từ chối thì em sợ Anh chị em phản đối Đào cười rồi nói Thế cô lấy chồng cho cô Hay lấy chồng cho người khác Bây giờ còn dễ giải quyết Chứ để sau này á Gián đã đóng thuyền thì hơi phiền đấy cô cứ cân nhắc kỹ rồi trả lời tổ chức không việc gì mà ngại cả ăn xong bữa cơm thanh đảm cô gái thoải mái ra về đêm ấy ngủ một giấc ngon lành sáng sớm hôm sau cô chạy lên gặp cán bộ phụ trách nói báo cáo các anh em suy nghĩ nhiều rồi em không yêu anh ấy thế rồi cô chạy vội về đoàn không có việc gì xảy ra với thụy chi Thủy Chi sau đó đã có một gia đình hạnh phúc và rất biết ơn anh. Sau một thời gian ở phòng thông tin, Tuệ chuyển sang báo quân đội nhân dân. Công tác mới này hợp với khả năng của chị. Đề phòng máy bay địch quanh tạc bất ngờ, các cơ quan cố gắng ở phân tán, làm việc một nơi, ăn ở một nơi. Sáng hôm đó, trời còn tối đen, đạo đang ngủ ở láng làm việc riêng trên đồi thì thức giấc vì tiếng gọi dưới chân đồi. Anh nhận ra tiếng chị Bình, bác sĩ quân y, hét to ở láng bên dưới. Anh Đạo ơi, sinh rồi, con trai. Đạo mắt nhắm mắt mở, nhảy bổ ra khỏi láng, lao xuống chân đồi. Với kính văng đâu mất. Anh vừa quờ quạng, mò tìm, vừa tự trách mình quá hấp tấp, muốn nhanh lại thành ra chậm. Phải một lúc anh mới tìm thấy kính nhìn đứa con đỏ hỏn nằm cạnh chị anh sung sướng vô ngần lần trước chị sinh con ở hà tĩnh biết bao hồi hộp lo âu lần này anh đã theo dõi chị từng ngày bây giờ hai mẹ con đã bình yên nằm trước mặt anh anh nói ngay đặt tên con là thắng lợi thực ra hai người đã định dù sinh con trai hay con gái cũng đặt tên là hòa bình để ghi nhớ chiến thắng hòa bình nhưng trước đấy anh văn và chị hà sinh con gái đã đặt tên hòa bình đạo giải thích thắng lợi chiến dịch qua bên má gần hai tháng sau khi sinh thắng lợi tôi nhận được thư của bố chồng gửi từ nơi tản cư những lá thư của ông bao giờ cũng bắt đầu bằng câu nguyệt tú con dâu hiền của thầy đẻ ông báo tin đã nhận được số tiền chị gửi về để mua thóc trong khi hai vợ chồng rất túng thiếu lại vừa sinh cháu trai ông bà chờ cháu cứng cáp chị bế cháu về chơi với ông bà ông gửi lời chị kính chúc sức khỏe ông bà thông gia và mong nguyệt tỉnh chống lớn để ra diệt bắt với bố mẹ cũng như tất cả các lá thư ông đều nhắc chị biên thư thăm nghiêm người em ruột của đạo đã theo anh vào bộ đội và bảo ban em hồ thầy Ông than phiền, giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng. Tháng 10, thóc có 1.700 đồng một đấu, mà nay đã 15.000 một đấu. Cuối thư, ông báo tin cái nhà mình ở, cùng với một số ngôi nhà chung quanh đã bị máy bay địch bắn cháy, đồ đạc mất hết. Mai người không ai việc gì. Từ đó tới nay, không ai dám ở làng nữa, phải làm nhà ra ngoài đồi. Đọc những dòng này, cả hai vợ chồng chị đều hú vía trong khi họ vui vì đứa con trai thì một tai họa đã đổ xuống đầu ông bà nội. Đạo đã dùng cho thắng lợi cả tình yêu đối với đứa con đầu lòng trước đây anh không có điều kiện chăm sóc. Có mặt ở nhà anh quấn quýt bên con. Tuệ vẫn ở báo quân đội, hàng ngày lên tòa soạn ở trên đồi để làm việc. Một hôm giữa buổi, khi biết Tuệ đặt con trong nôi ở nhà đi làm, Nguyễn Trần Thiết một phóng viên của báo kêu ván lên. Lỡ rắn giao thì sao? Anh lao xuống dốc, chạy về nhà, ôm thắng lợi lên cơ quan. Thắng lợi là niềm vui của cả tòa báo. Thắng lợi lớn nhanh, bắt đầu chạy chơi khắp nơi. Thắng lợi có nụ cười giống bố, rất thích nói chuyện. Cháu xưng tên với mọi người là ắn ợi. Hai từ quá khó phát âm với trẻ con đang học nói. Giờ chồng đạo cùng công tác một nơi, nhưng thực ra họ ít có thời gian sống bên nhau anh luôn luôn đi mặt trận hết chiến dịch là những cuộc họp liên miên mỗi đứa con của họ đều gắn với một chiến dịch anh bắt đầu đi chiến dịch tây bắc chị vừa sinh đứa con thứ ba một cháu trai hai người đặt tên cho con là tây bắc lúc mang thai cháu thì bị ốm nặng những cơn sốt rét liên tiếp hàng tháng liền người xanh rớt như tàu lá Chị còn lo tăng gia để có thêm rau xanh, trứng gà bồi dưỡng cho cả nhà. Một lần đi gánh nước tưới rau, chị bị trượt chân. Tây Bắc sinh ra thiếu tháng, yếu hơn tháng lợi. Sau khi sinh Tây Bắc, Tuệ lại nhận được thư thầy đẻ bên nội. Nay được tin con sinh cháu trai. Cháu cũng cứng cáp, con được khỏe, cả nhà đều mừng. Giá không gặp lúc loạn ly, gia đình đoàn tụ, ông dỗ cháu lớn bà bế cháu bé dũng đưa kiểu kịch tiếng hát nghiêu ngao thì vui vẻ biết chừng nào nhưng căm thai quân cướp nước nó làm cho ngăn trở cả việc gia đình từ sau chiến dịch hòa bình chúng ta đã nhận thấy với một lực lượng vũ trang thuần là bộ binh số lượng hạn chế chưa thể mở những chiến dịch lớn ở đồng bằng là nơi địch có điều kiện phát huy tối đa sức mạnh của phương tiện kỹ thuật những chiến dịch của ta mở ở các vùng rừng núi đều giành thắng lợi. Nhưng kẻ địch đã tìm được cách đối phó với ta ngay cả ở vùng rừng núi. Mỗi lần phát hiện lực lượng lớn của ta xuất hiện, địch lập tức rút những đồng nhỏ co cùng lại thành một tập đoàn cứ điểm. Nơi chúng thiết lập tập đoàn cứ điểm thường có địa hình đồi núi, bao quanh một sân bay và những trận địa pháo, cấu trúc thành những cứ điểm liên hoàn yểm trợ lẫn cho nhau. Số quân ở tập đoàn cứ điểm Thường Đông từ năm đến 10 tiểu đoàn. Tại đây, quân địch với máy bay tiếp tế đường không có thể cầm cự dài ngày, đợi đến khi lực lượng ta bị tiêu hao hoặc thiếu lương thực phải rút lui. Khi đó, quân địch lại tỏ ra chiếm đóng lại những vị trí cũ. Việt Nam đã trở thành một điểm nóng trong chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây. Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ địch, tuy tinh thần chiến đấu đã bị sa sút nhưng lực lượng vật chất của chúng mỗi ngày càng mạnh hơn từ chiến dịch biên giới ta liên tiếp chiến thắng nhưng vẫn chưa thấy chiều hướng kết thúc của một cuộc chiến tranh vài năm gần đây đạo luôn luôn được nghe bộ đội hát bài tiến về hà nội bài hát vừa gợi ra hình ảnh đẹp hùng tráng của ngài khải hoàng vừa giải tỏa được những căng thẳng trong một cuộc chiến kéo dài một lần đạo tới thăm trung đoàn thủ đô Đơn vị đã trở thành thân thiết với anh. Anh đến tiểu đoàn chủ công 54. Anh bước vào giữa lúc tiểu đoàn trưởng Vũ Phương đang ngồi lao khẩu súng ngắn sai sưa hát. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi xeo vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Phương là học sinh, trường gió bị Trần Quốc Tuấn chiến đấu rất dũng cảm và nổi tiếng vui nhộn. Những đêm liên quan hay biểu diễn điều mối mèo nên được gọi là phương mèo để phân biệt với những người cùng tên trong đơn vị. Phương mèo quay ra nhìn thấy anh reo lên. Anh xuống khi nào? Mình vừa tới, thấy cậu đang say xưa, định chờ cho cậu hát hết bài. Mỗi lần hát bài này em cứ tự hỏi, không biết mình có về đến cầu đúng không? Cậu sẽ về đến thủ đô, đào nói. Phương mèo nở một nụ cười hồn nhiên, anh nổi tiếng sinh trai. Tại sở chỉ huy chiến dịch Tây Bắc năm 1952, đào lặng đi khi được tin Phương mèo hy sinh. Anh đã chỉ huy đơn vị tiêu diệt nhanh chóng nghĩa lộ đồi. Một điểm cao khống chế có vai trò quyết định đối với phân khu nghĩa lộ. Nhưng khi rời đồng địch, một trái bom máy bay địch thả tình cờ ban đêm qua mần sương mù đã cướp đi cuộc sống của anh Đã lâu lâu anh không gặp Giang Cao Giang Cao chưa có thêm bài hát mới nào Đạo nghe nói gần đây Giang Cao buồn Vì một đồng chí lãnh đạo phê bình Hai bài Thiên Thai và Trương Chi của anh Từ đó hai bài hát này Không còn xuất hiện trong những buổi liên quan Anh định có dịp gặp sẽ an ủi Giang Cao Chất lượng chính trị, tư tưởng Và trình độ tác chiến của bộ đội Nâng lên rõ rệt sau mỗi mùa chỉnh quấn, kết quả chỉnh quấn được khẳng định qua mỗi mùa chiến dịch với những chiến thắng ngày càng gian dội trên chiến trường. Quân đội nhân dân đã làm đúng lời Bác dạy năm 1946, trung với nước, hiếu với dân, đi dân nhớ ở dân thương, khó khăn nào cũng vượt, kẻ thù nào cũng thắng đã trở thành phẩm chất chủ yếu của anh bộ đội cụ hồ. Mùa hè năm 1953 Bộ đội tiến hành một đợt chỉnh quấn rất quan trọng. Trong tuần tháng Tư, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành những sắc lệnh và nghị định về chính sách ruộng đất. Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở một đợt chỉnh quấn chính trị ở các cơ quan, các ngành, các đoàn thể. Tổng cục chính trị thấy đây là dịp tốt để nâng cao nhận thức tư tưởng cho toàn quân về đường lối cách mạng phản đế, phản phong của Đảng. Hầu hết bộ đội ta xuất thân từ nông dân nghèo. Lần đầu Họ hiểu rõ nỗi khổ truyền kiếp của gia đình, của bản thân là do phong kiến và đế quốc gây nên. Những cuộc ôn nghèo, kể khổ được tiến hành tại khắp các đơn vị. Chưa có đợt học tập nào có nhiều nước mắt và người ngất đến như vậy. Những người gia đình ở thành thị chưa biết gì về cuộc sống người dân sau lũy tre xanh, chia sẻ nỗi bất hạnh của họ và thương yêu họ hơn. Những cán bộ chiến sĩ xuất thân từ nông dân thường là văn hóa kém, nhận thức chậm, bắt đầu trút bỏ được tự ti, mặc cảm và năng động trong mọi công tác. Sự chuyển biến của số đông kéo theo chuyển biến của đơn vị tại doanh trại cũng như trên thao trường. Trước đây, đã có nhiều chiến sĩ làm ca dao, đóng kịch, múa. Lần này, có thêm những người làm ca khúc. Họ đua nhau phát hiện những điều hát, điều múa dân gian từ núi rừng, đồng ruộng các địa phương mà họ tưởng là đã lạc hậu. Các nghệ sĩ ở Tổng cục Chính trị xô xuống đơn vị khai thác kho tàng phong phú này, trước đó chưa ai nghĩ tới. Chính quân chính trị về cải cách ruộng đất đã làm sâu sắc thêm nhận thức của cán bộ chiến sĩ đối với cách mạng Việt Nam với cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Sau chỉnh quyến chính trị, xuất hiện một không khí mới ở các đơn vị. Tinh thần thi đua giết giặc lập công sâu nổi chưa từng thấy. Ý thức kỷ luật tự giác lên rất cao. Tình đoàn kết thương yêu giữa cán bộ và chiến sĩ đã kết chặt mọi người thành một khối. Bước vào Đông Xuân 1953-1954, một cuộc diện mới diễn ra trên chiến trường Đông Dương. Pháp đưa sang Việt Nam viên Tổng chỉ huy thứ bảy Henry Nava đề ra một kế hoạch 18 tháng sẽ đánh quỵ quân đoàn tác chiến của ta để kết thúc chiến tranh. Kế hoạch Nava được sự tán thưởng trong chính phủ Pháp và sự đồng tình của Mỹ. Cùng với số viện trợ tăng rất nhanh, cố dân Mỹ đã có trong hàng ngũ quân đội Pháp và quân đội Ngụy từ trung ương tới cơ sở. Bộ đội ta quen tác chiến trên chiến trường rừng núi, nhưng hầu hết dùng rừng núi trên miền Bắc đã được giải phóng. Chỉ còn khoảng 2.000 quân địch ở Lai Châu. Địch tập trung phần lớn lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ chờ đón một cuộc tiến công lớn của ta. Đông Xuân này, Nava chủ trương phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, mở cuộc tiến công chiến lược chiếm ba tỉnh tự do của ta ở miền Trung và chuẩn bị một lực lượng cơ động thật hùng hậu để tiến hành trận đánh quyết định với chủ lực ta trên miền Bắc vào Đông Xuân 1954-1955. Ta chưa xác định được chiến trường chính trong mùa khô này sẽ diễn ra ở đâu. Hết mùa thu, những binh đoàn chủ lực của bộ vẫn chưa được lệnh lên đường. Hạ tuần tháng 10 năm 1953, Bộ Tổng Thư lệnh mở hội nghị phổ biến kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Với kế hoạch này, bước đầu, ta chủ trương dùng những lực lượng không lớn mở những chiến dịch trên nhiều hướng ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Thượng Lào, Trung và Hạ Lào buộc quân địch phải phân tán số quân cơ động rất đông ở đồng bằng bắc bộ để đối phó ta giữ lại một số đại đoàn chủ lực mạnh để tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân địch khi thời cơ xuất hiện giữa hội nghị ta được tin quân địch nhảy dù điện biên phủ đồng chí tổng tư lệnh hạ lệnh cho hai đại đoàn đang tiến quân lên tây bắc lập tức tiêu diệt bộ phận quân địch ở lai châu đồng thời tiến về điện biên phủ nhanh chóng bao vây quân địch và giữ chúng lại không cho chúng tháo chạy con nhiếm điện biên phủ lớn lên rất nhanh trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có trong chiến tranh việt nam bộ chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt điện biên phủ cũng như nhiều chiến dịch trước đây lê liêm và lê quang đạo lại được chỉ định làm chủ nhiệm và phó chủ nhiệm chính trị mặt trận tuệ biết anh chuẩn bị đi chiến dịch Chị đã quen mỗi mùa khô anh lên đường đều không nói mình đi đâu. Hướng chiến dịch được giữ rất bí mật. Chị chỉ biết khi nó đã nổ ra, thông thường trước khi đi anh được nghỉ vài hôm. Lần này anh từ cuộc họp về nhà lúc trời đã tối, tay cầm sắp tài liệu vừa đánh máy xong. Chị nhận thấy chồng nói ít và rất khẩn trương. Anh không thay quần áo, ngồi xuống giường đánh thức thắng lợi và tay bắt. Thắng Lợi đã 3 tuổi, Tây Bắc mới được 18 tháng. Anh tới tấp hôn lên má cả con. Thắng Lợi biết bố sắp đi xa, nhưng đã quen với những chuyến đi như thế này. Tây Bắc vẫn còn ngái ngủ, rồi anh ôm tuệ, siết nhẹ với giọng nói ấm và nụ cười. Lần này mình đi hơi lâu. Mẹ con nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Mấy chiến sĩ đã tới bên ngoài với một con ngựa. Anh giờ nhà cùng đi với họ. chị bồi hồi nhìn theo anh, biết anh sẽ đi lâu hơn mỗi lần, nhưng không nghĩ hai người sẽ chỉ gặp lại nhau trên đường về tiếp quản Hà Nội, không phải lần đầu đào cùng đi với bộ đội vào Tây Bắc. Nhưng cảnh vật trước mắt anh như là hẳn đi. Tất cả những con đường bị hủy hoại trong chiến tranh đã được sửa chữa, nền đất cấp phối đỏ như son dưới ánh đèn pha. Nhưng điều khiến anh còn ngạc nhiên hơn là không khí đoàn quân ra trận mùa đông này. Những chiến sĩ tràn đầy sinh lực, mặc quân trang mới, súng đạn, ba lô, bao gạo gọn gàng trên người, ào ào đi trên đường. Xe kéo pháo nối đua nhau, những chiếc xe đạp chất nặng lương thực, những anh dân công rẻo cao, dắt chú ngựa thồ. Những chị dân công miền xuôi gánh gạo, đạn, bước chân thoang thoát. Người nói người dài vô tận. Tất cả cuồn cuộn lao về phía trước mặt bom đạn đánh phá dữ dội những trọng điểm trên dọc đường. Lũng lô, còi nòi, pha điên, đoàn người vẫn ào ạt băng qua. Tiếng hát tiếng hò gian lên thâu đêm dọc đường. Càng gần mặt trận, không khí càng hang hái sôi động. Đạo đã mường tượng tới một chiến thắng to lớn trong đông xuân này. Ngày 14 tháng Giêng năm 1954, kế hoạch tiêu diệt Trần Đình được phổ biến trên bàn cát tại hang thẩm búa đồng chí tổng tư lệnh trực tiếp trao nhiệm vụ cho các đại đoàn có mặt phần lớn những cán bộ chỉ huy tiêu biểu trên chiến trường trong chín năm kháng chiến không khí rất hào hùng ngay sau đó lê quang đạo được bộ chỉ huy mặt trận phân công xuống theo dõi việc kéo pháo vào trận địa công việc này đặc biệt quan trọng ta chủ trương đánh nhanh thắng nhanh trong lúc tập đoàn cứ điểm chưa kịp củng cố và tăng thêm quân chỉ khi nào toàn bộ các khẩu pháo được đưa vào trận địa cuộc tiến công mới có thể bắt đầu. Nếu thời gian đưa pháo vào kéo dài, địch có điều kiện củng cố công sự và tăng thêm quân sẽ rất khó khăn cho ta. Mặc dù bộ đội thực hiện nhiệm vụ rất khẩn trương, nhưng việc đưa pháo vào trận địa vẫn không đạt thời gian dự kiến. Vì ta chưa lường trước địa hình rất hiểm trở, trận đánh phải quán lại một ngày. Ngày 25 tháng Giêng năm 1954, sở chỉ huy gọi đạo trở về gấp chủ nhiệm chính trị lê liêm nói với anh anh sang khai gặp anh văn nhận nhiệm vụ mới đạo chưa biết mình được trao nhiệm vụ gì tổng tư lệnh nhìn anh với nụ cười tươi anh đã hiểu đây là thói quen của đồng chí mỗi khi trao nhiệm vụ cho cán bộ nhất là trong tình hình khẩn trương anh biết thời gian qua tổng tư lệnh rất căng thẳng vì phải cân nhắc cách đánh tổng tư lệnh nói anh sông hào chính quỷ 308 bị ốm, không đi chiến dịch. Đại đoàn chỉ còn có phó chính quỷ. Nhiệm vụ chủ công của 308 rất nặng. Đảng ủy mặt trận quyết định cử anh xuống đó làm quyền chính quỷ. Giúp anh Dương Thừa Vũ trong chiến dịch ngày mai. Tổng tư lệnh không nói hết lời, nhưng anh hiểu đó là ngày N. Tôi sẽ đi ngay sáng mai. 308 là đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đầu ta. Đây là đại đoàn xuống trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, có bề dày chiến công, được coi là mạnh nhất về đánh công sự vững chắc. Trong phương án đánh nhanh thắng nhanh, nó đã được chọn làm đơn vị chủ công với nhiệm vụ đột phá thẳng vào khu trung tâm tập đoàn cứ điểm. Những đồng chí trong Bộ Tư lệnh 308 đối với đạo đều khá thân thuộc, nhất là các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn thủ đô. Tư lệnh trưởng Dương Thừa Vũ vốn là khu trưởng khu 11, chỉ huy trận đánh tại mặt trận Hà Nội. Lúc đó Đạo là phó bí thư đảng ủy khu. Vũ Hơn Đạo 11 tuổi, người trực tính, mộc mạc, dễ gần. Đây sẽ là lần thứ hai Đạo cùng Vũ chỉ huy một trận đánh. Anh có một kỷ niệm với phó chính quỹ 308 Lê Dinh Quốc. Tháng Giêng năm 1947, trước khi anh vào nội thành, Quốc đã tới nhờ anh chuyển một lá thư cho người yêu là Tuyết Minh bí thư chi bộ của khu Đồng Xuân, lúc đó đang là chính trị viên tiểu đoàn 101. Khi thuyết minh từ Hà Nội ra, hai người đã thành hôn với nhau tại Bắc Giang. Riêng tư lệnh phó Cao Văn Khánh được gia đình anh coi như một người thân. Ngày tuệ tốt nghiệp chuyên khoa văn ở trường Bình Thúc Kháng, ra Việt Bắc có mang theo một tấm ảnh chụp chung với hai người bạn học. Đó là Ngọc Toản và Nguyễn Thị Bảo. Bảo là người yêu của đoàn chương bí thư của anh nguyễn chí thanh thường xuyên làm việc với đạo nhìn ảnh ngọc toản đạo nghĩ ngay tới cao văn khánh hiện chưa có người yêu anh bàn với tuệ thấy hai người rất đẹp đôi đạo mượn tấm ảnh mang cho cao văn khánh xem không ngờ khánh nhận ra người quen cũ hồi ở mặt trận thừa thiên huế một thời gian sau hai người trở thành một cặp uyên ương chỉ còn chờ ngày tổ chức lễ cưới ngọc toản là sinh viên y khoa đi thực tập trong chiến dịch này. Đạo cũng đã nhiều lần xuống 308 theo dõi công tác chỉnh quấn. Đạo tới 308 chiều 26, Bộ Tư lệnh Đại đoàn tập trung tại Khe Hồng Lết, vị trí xuất phát tiến công. Anh có cảm giác như về nhà. Theo kế hoạch, trận đánh sẽ tiến hành trong 3 đêm 2 ngày. 308 sẽ tiếp cận tập đoàn cứ điểm từ hướng Tây, băng qua cánh đồng trống rộng 4 km, mở một mũi dùi xuyên qua những cứ điểm địch thọc thẳng vào sở chỉ huy trung tâm của Đờ Gác. Dương Thừa Vũ cho biết các đơn vị đã triển khai chờ lệnh xuất phát. Kính thưa quý vị, sau khi kế hoạch tiêu diệt Điện Biên Phủ được phổ biến, thì Lê Quang Đạo cũng được Bộ Chỉ huy Mặt Trận phân công xuống theo dõi việc kéo pháo vào trận địa. Công việc này rất quan trọng là mấu chốt của trận đánh, bởi các khẩu pháo phải được đưa vào điểm quy định thì cuộc tiến công mới có thể bắt đầu. Mặc dù bộ đội thực hiện nhiệm vụ rất khẩn trương, nhưng vẫn không thực hiện được việc đưa pháo vào trận địa đúng thời gian quy định theo dự kiến. Vì địa hình hiểm trở, các khâu chuẩn bị đều bị trì quản đến một ngày. Trong thời điểm gây cấn khẩn trương đó, sở chỉ huy lại gọi chính quỹ đạo trở về gấp vì chính quỹ sông hảo của đại đoàn 308 bị ốm nặng, không thể chỉ huy chiến dịch nên đảng quỹ mặt trận quyết định cử anh đạo xuống đó trong vai trò chính quỹ cho đại đội 308, hỗ trợ anh Dương Thừa Vũ chỉ đạo trận mạc ngày hôm sau. Đại đoàn 308 là đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta và là đơn vị chủ công với nhiệm vụ đột phá thẳng vào khu trung tâm cứ điểm Điện Biên Phủ trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh trong 3 ngày 2 đêm. 308 cũng sẽ từ phía Tây băng qua các cánh đồng rộng mênh mông đến cả 4 số mở một mũi dùi xuyên qua các cứ điểm chọc thẳng vào sở chỉ huy của tướng Đờ Cát. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi giờ gờ điểm. 308 có đủ khả năng vượt qua lưới lửa Đài Bác dày đặc, đột phá liên tục để đạt được mục tiêu hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 23 tiểu thuyết Người lữ hành lặng lẽ của nhà văn Hữu Mai vào chương trình đọc truyện ngày thứ hai, 19 tháng 7 năm 2021 để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt